Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với kênh của Nguyễn Phúc Japan nha. Thì hôm nay mình lại làm cái video clip giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn mấy chiếc mẫu Omni hàng bãi Hàn Quốc. Thì trước mặt các bạn đây là một chiếc Omni Jaguar model là P305N 305N nhé. Chiếc này thiết kế giống những cái dòng 305C 35A này. Đây là chiếc Omni đánh 8 sò, sò trường JK nhé. À, con này là con vang liền luôn, này, nguồn rất lớn này, nguồn giữa như 506N luôn. À, con này có thêm cái cửa băng ở đây này, cửa băng dây này. Con này với con trước 305A này đều có cửa băng này. Thì về hình thức bên ngoài là còn tương đối là ok nhá, hàng chất bãi, máy tất cả nguyên bản tuyệt đối luôn. Đây con này là 305A này, đều đánh máy, đều đánh 8 sò JK sò trường này, máy rất đẹp nhá. Nguồn rất lớn này, con Omni này nặng khoảng gần 20 kg, tầm 17 kg ấy. Thằng tem đằng sau này, à, tất cả hàng bãi về đây là còn những cái tem rất mỏng rồi nhá. Tem ấy về Việt Nam một thời gian là thời tiết của mình nó ẩm nên là hay bị bật mất ra. Còn đây hàng bãi nguyên về là vẫn còn đầy đủ tem mát nhá. Dây nguồn dây mỏng zin hết nhá. Đấy. Tất cả đều rất đẹp. Còn chiếc này là chiếc 305C này, đời 997 này. Vang liền đúng béo nhá. Ví nó rất đỏ. Đấy. 4 sò trường, 8 sò trường JK. Con này tiếng rất hay và khỏe nè. Giá lại rẻ hơn con 23L nhá. Tất cả máy bao zin bản tuyệt đối cho anh em nhé. Đấy. Ngoài ra thì còn rất nhiều Omni 203A nhé. Bên mình về được mấy chục chiếc 203A. Tất cả đã vệ sinh test dọn ok hết rồi. 203L. 203L mình cũng có 3 chiếc nhé. Một chiếc đời 96 mà hai chiếc đời 94. Hai là 3D, hai 3D còn hai chiếc nha, 56XG. Tất cả là hàng bãi tuyển chọn đẹp nhá, xuất sắc luôn, zin bản tuyệt đối nhá. Nên là các bạn đừng so sánh mấy cái mấy hàng bờ bụi của dân nó dùng rồi xong nó bán ra. Đó, bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhá.